Hello, hello gang, welcome back my channel. Hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình, em Ro đây. Rất nhiều người yêu cầu làm clip của mình làm clip về mở hộp cái iPad 2020, iPad Pro 2020 với lại review một chút về nó. Thì ok, ngày hôm nay mình sẽ làm clip về đó. Đây cũng phải nói là một cái clip, một cái video đặc biệt, bởi vì đây là lần đầu tiên mà mình làm cái clip và mua cho mình một cái sản phẩm gọi là đắt tiền. Thực ra nó cũng giá đâu đó khoảng 1.000 đô chẳng hạn. Đấy. Thì ok, let's go. Đây, các bạn cũng thấy là trên bàn mình có hai cái iPad đây. Thì đây là con iPad Pro 2018 và đây là iPad Pro 2020 nữa. Con mình ưng ý nhất 2020, ngon hơn. Thực ra nó cũng không khác nhau nhiều. Nhưng mà mình thấy là 2018, 2020 thì mình dùng thích 2020 hơn. 2018 thì mình dùng được 1 tháng thì con này cũng hết bảo hành rồi. Tuy nhiên thì sau này thì mình cũng sẽ bán thôi. Ngày hôm qua và ngày hôm nay bán thì mình sẽ fail kèo, thế là không bán được. Thì nó vẫn còn nằm ở đây. Ở đây là con iPad 2018. Mình sẽ mở hộp, thực ra là mình nhét vào đây thì mình mở hộp, quay là clip mở hộp cho các bạn. Kéo mà rời chích. Ok, đây là con iPad Pro. Để qua đây này đã. Đây là con iPad Pro 2018. Thực ra con này thì mình mới reset lại nên không chẳng có thông tin gì. Đây là chiếc iPad Pro 2018. Đây là iPad Pro 2018. Thực ra con này nó, nếu các bạn đã chơi game thì các bạn thấy là con này ổn rồi. Tuy nhiên thì mình thực sự là mình nói ngắn, mình phải trải nghiệm những đồ công nghệ. Vì vậy là mình đã cố gắng lấy từ tiền lương của mình làm mà mình đã mua được con này với giá là được 16,5 triệu. Mình đang muốn bán lại con này với giá là 15,5 triệu. Đâu đó bớt 515 triệu thì đấy. Nhưng đối với người quen thôi, còn những người không quen thì mình bán giá cao hơn. Đó cũng tầm 15,5. Ok. Thôi, bỏ con này qua một bên đi. Cho em làm ở đây, ngoan nha. Hộp này, hộp đây. Cho em ở đây. Và đây là iPad Pro 2020, iPad Pro 11 inch 2020. iPad Cam đây. Tại các Pro 5 phút đây. Các Pro 5 phút, Lucas này, PK này. Đang còn 1 tuần nữa. Rất nhiều các Pro 5 phút mà ladder đây. Ok, let's go. Lần đầu mở hộp máy mới thì run thôi, chứ còn bây giờ cái hộp này nó mở rồi, mình đã mở hộp cái đây 1 tuần rồi, vì vậy là nó cũng không chạm, nó cũng bình thường thôi. iPad Pro, cái mà iPad Pro cho nó nằm ở đây. Chúng ta sẽ đến với iPad Pro 2020. Mình sẽ để cái camera ở phía này, góc rộng này. Hello, hello, I'm here, camera here. Chúng ta sẽ có iPad Pro 2020. Ten. iPhone 20, chiếc iPad chúng ta đây. Thực sự là mình phải nói là nó cũng không khác gì với một con 2018, nhưng mà mình thấy là dùng con này nó vẫn sướng hơn 2018, sướng hơn cảm giác như vậy. Ok, đẹp. Sẽ anh chị con này lên đã. Sao mình mới phải tắt nguồn nữa đây. Ok, lên nguồn rồi. Thì trong cái hộp này nó sẽ có một cái cục sạc.
đây là bảng của Việt Nam, vì vậy là của bảng của Việt Nam đấy, vì vậy là cái chữ sẽ có một cái cáp này, cáp tay C này là của Việt Nam này, cục này là chuẩn Việt Nam nhé. Sau ốp này là có cái chữ của Việt Nam này, Việt Nam hết, Vietnami là bản của chính hãng của Việt Nam. Bản ZP là bản của Nhật, bản của Singapore, nhưng mà nó làm như nào nhỉ, được nhập phân phối chính hãng ở Việt Nam. Ok, đây máy lên rồi. Hai và đây là chủ chiếc iPad Pro của chúng ta. Thực sự phải nói là chơi con trên con này mượt, mà nó pin nó trâu lắm. Hai nữa là nó như nào nhỉ, nó qua dùng quá là sướng luôn đấy. Đây cầm vừa tay, mình không dùng con 2010, con 12.9 vì con này có to quá, nhưng mà đối với con 11 thì quá tuyệt vời. Một thứ mới tinh. Card RAM, let's go. Ok, và mình thì cầm một tay cho quay và một tay chơi game. Thế nào, chuyển sang chế độ này đi. Ok, play one game. Thông thường mình chơi hai tay, nhưng mà mình chơi một tay hơi khó. Hôm nay chơi một tay thôi, tại vì mình không có cái chân này. Goblin, Snowball. Goblin, Snowball à? Biết được gì đây? Bát. 4 3 Musketi. Ồ, mini Pekka. Cái deck gì đấy ta? What's it take? 4 thẻ rồi. Vâng, 1 2, 3 Goblin. Ồ, Webshop. Lick này hay chơi Poison, what the fuck? Are you kidding me? Ok, mình sẽ cố gắng lấy cái trụ này trước đã. Vừa chơi vừa cầm hơi khó. Mình sẽ chuyển sang cho tay phải. Mini pick up. Ok, quay trở lại. Nó là dùng iPad thì tuyệt vời. Đây là chiếc iPad của mình. Lần sau thì mình sẽ làm những clip kiểu trải nghiệm tốt hơn. Ok, clip ngày hôm nay dừng lại đây rồi. Thank you guys and see you. Keep holding on, keep holding on.
Thanks for watching. Cảm ơn anh em. And happy birthday to me. Subscribe.